không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài, có một câu hỏi thường xuyên được đặt ra dành cho thương hiệu Volkswagen, đó là đây là xe sang hay là xe phổ thông? Câu trả lời chỉ có một: Volkswagen là xe phổ thông, không phải xe sang, cũng không tiệm cận xe sang. Bản thân cái tên Volkswagen trong tiếng Đức có nghĩa là xe của nhân dân, và tôi chưa thấy một đất nước nào mà người dân lại chỉ toàn đi xe sang cả. Giá bán khởi điểm của chiếc Tiguan Allspace tại Mỹ chỉ tương đương với Honda CR-V hay là Toyota RAV4. Nhưng tại Việt Nam thì Tiguan Allspace lại có giá tới 1,7 tỷ đồng, tức là tương đương với một chiếc Mercedes-Benz GLC 200, và đương nhiên là bỏ xa những mẫu xe đồng hạng. Vậy 1,7 tỷ đồng đem lại cho chúng ta những gì? Một chiếc xe gầm cao 7 chỗ nhập khẩu từ Đức, cố gắng làm tốt ở mọi khía cạnh, trong mọi tình huống mà chủ nhân của nó đặt ra. Tất nhiên, đó chỉ là một câu nói rút gọn, và những phút tiếp theo của video này sẽ đem đến cho các bạn cái nhìn rõ hơn về Volkswagen Tiguan Allspace. Hãy bấm vào nút đăng ký để theo dõi các video đánh giá xe mới nhất từ Quất Ca. Với giá bán như vậy, chi phí phát triển mà Volkswagen đã dành cho Tiguan Allspace đi về đâu? Có lẽ câu trả lời là không nhiều dành cho thiết kế. Cũng giống như rất nhiều mẫu xe có nhiều hơn 4 cửa khác của Volkswagen, thì thiết kế của Tiguan Allspace không gây ấn tượng với những đường nét uốn lượn, những đường gân gây táo bạo như là xe Hàn hoặc thậm chí là xe Nhật gần đây. Tuy nhiên, liệu đấy có phải là một điều không tốt? Câu trả lời rõ ràng là không, bởi vì Tiguan Allspace đẹp như thế này cơ mà. Thiết kế của xe nó toát lên cái sự trang nhã và tinh tế, đơn giản nhưng không nhạt nhẽo, thậm chí là chúng ta có thể dùng từ đứng đắn. Nếu chúng ta coi Mazda CX-5, Honda CR-V như một cô gái trẻ, thì Volkswagen Tiguan Allspace sẽ là một người phụ nữ trung niên đằm thắm và có gu ăn mặc quý phái nhưng không kém phần rực rỡ. Dù đi làm hay đi chơi, năng động hay nghiêm túc, ngoại hình của Tiguan Allspace đều phù hợp với hoàn cảnh. Liệu có một hãng xe nào ngoài Volkswagen có thể chắp bút cho toàn bộ phần mũi, thân và đuôi chỉ bằng các đường thẳng nằm ngang mà vẫn hấp dẫn như vậy hay không? Rất hiếm, một phần nhờ vào việc sử dụng các chi tiết mạ chrome ở đúng nơi và rất vừa phải. Toàn bộ các xe khác của Volkswagen như Jetta, Passat hay Touareg đều theo phong cách lịch sự này. Tất cả các chi tiết đều được thiết kế rất hợp lý và có cảm giác không một bộ phận nào bị lạc lõng so với phần còn lại của chiếc xe. Bộ mâm 19 inch 5 chấu màu xám hoàn thiện một cách hoàn hảo ngoại hình của Tiguan Allspace. Bộ mâm này có tên là thác nước Victoria, và bạn có thể nhìn thấy 5 chấu của nó như 5 dòng thác chảy từ tâm bánh xe ra phía bên ngoài lốp. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra cho các bạn rằng Volkswagen đã bỏ tiền vào đâu trên chiếc xe này. Mỗi chi tiết trên Tiguan Allspace thì đều sở hữu những cái tính năng hỗ trợ để bạn có thể sử dụng chiếc xe một cách tiện dụng nhất trong mọi tình huống. Ví dụ như bộ đèn trước này sử dụng công nghệ LED và có chức năng tự động điều chỉnh góc chiếu để chúng ta có thể quan sát một cách rõ ràng nhất trong những khúc rẽ. Tiguan Allspace cũng là một trong những mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc crossover phổ thông cỡ nhỏ sở hữu hệ thống theo dõi áp suất lốp giúp bạn kiểm soát từng bánh xe một. Hay như bộ gương chiếu hậu này, ngoài chức năng chỉnh điện, gập điện và có đèn xi nhan thì còn có chức năng sấy và chống chói tự động, giúp loại bỏ sự khó chịu rất lớn khi mà chúng ta gặp phải những tài xế bật pha một cách vô ý thức phía sau mình. Tuy nhiên có một điểm hơi khó hiểu rằng ở tầm giá 1,7 tỷ đồng mà Tiguan Allspace lại không được trang bị sẵn camera lùi. Thay vào đó thì đây chỉ là một tính năng tùy chọn. Xe được trang bị cảm biến ở xung quanh xe. Tuy nhiên cảm biến ở phía trước của Tiguan Allspace khá nhạy, và khi chúng tôi đưa chiếc xe xuống hầm là đã đủ để cảm biến này cảnh báo cho tài xế rồi. Nhưng sự thay đổi đáng tiền nhất dành cho Tiguan Allspace là việc trục cơ sở của xe được kéo dài so với bản Tiguan tiêu chuẩn 5 chỗ ở nước ngoài. Hệ quả là chiều dài cơ sở của Tiguan Allspace lớn hơn CR-V, X-Trail và Outlander từ 8 đến 13 cm, và dài hơn 12 cm so với CR-V, 6 cm so với X-Trail, nhưng tương đương Outlander. Với một người cao 1m7 như tôi thì không gian ở hàng ghế thứ hai là hoàn toàn thoải mái. Nhưng sự thoải mái của Tiguan Allspace không chỉ dừng lại ở mặt không gian mà còn ở tính tiện ích. Hàng loạt những cái ngăn chứa đồ thể tích lớn để người ngồi hàng ghế sau này có thể đựng vật dụng của mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một vài những cái tiện nghi khác như là hệ thống điều hòa độc lập 3 vùng hay như một số cổng kết nối dành cho các thiết bị di động. Hơn thế nữa thì cửa sổ của xe cũng có diện tích rất lớn, đem ánh sáng và cảm giác thoáng đãng vào trong nội thất. Nếu như gia đình của bạn đang chuẩn bị tới một địa điểm picnic thì cuộc picnic thực ra đã bắt đầu từ khi bước lên xe rồi, ít nhất là đối với người ngồi ở hàng ghế này.
liệu việc kéo dài thân xe có tạo sự khác biệt lớn cho hàng ghế thứ 3? Để công bằng, tôi đã điều chỉnh hàng ghế thứ 2 để vẫn đủ không gian ngồi bình thường. Điểm đáng chê là mặc dù có cơ chế đẩy một chạm nhưng lối vào hàng ghế thứ 3 lại khá hẹp. Ngoài ra, mặc dù vẫn đủ khoảng để chân nhưng không gian trần xe chỉ vừa khít đối với những người cao từ 1m7 trở xuống. Có lẽ, Tiguan Allspace vẫn là một chiếc crossover 5+2 chứ chưa phải 7 chỗ hoàn toàn. Trong khi đó, khoang hành lý của Tiguan Allspace là vô địch ở trong phân khúc crossover cỡ nhỏ, thậm chí là vượt trội hơn so với crossover cỡ trung. Để so sánh thì tôi sẽ đặt một cái bảng ngay ở đây để các bạn có thể tự hình dung được. Có lẽ là đây mới là cái lợi ích lớn nhất của việc tăng chiều dài cơ sở bên cạnh việc thêm hai ghế ngồi. Bên cạnh không gian thì tiện ích cũng là điểm đáng khen ở trong khoang hành lý của Tiguan Allspace. Chúng ta có thể gập hàng ghế thứ hai thông qua hai lưỡi gạt ở hai bên như thế này. Tuy nhiên, như các bạn cũng có thể thấy là chúng ta vẫn phải chui vào trong để gập nốt nó xuống. Ngoài ra thì cũng có một vài những cái móc treo đồ để cố định đồ đạc ở trong xe như thế này. Thậm chí có lẽ là Volkswagen sợ kho hành lý của Tiguan Allspace lớn quá nên trang bị cho bạn một chiếc đèn pin để giúp bạn tìm đồ. Quay trở lại khoang lái, một lần nữa lại là phong cách đặc trưng của Volkswagen. Không phô diễn, không gây ấn tượng bằng thị giác nhưng cực kỳ khoa học, ngăn nắp, rõ ràng và thực dụng. Từng khu vực được phân định rõ ràng một cách cổ điển, từ màn hình thông tin giải trí cho đến hệ thống điều hòa, còn các tính năng vận hành khác được đẩy xuống bệ trung tâm. Các chi tiết đều có chất lượng chế tạo chắc chắn, không phát ra tiếng kêu hay có cảm giác lỏng lẻo. Về mặt thẩm mỹ, các hình khối, màu sắc, vật liệu được phối với nhau một cách hài hòa. Tuy nhiên, với giá tiền của mình, Tiguan Allspace đáng nhẽ nên sử dụng vật liệu mềm cao cấp hơn cho bệ trung tâm. Ngoài ra, cửa sổ trời panorama cũng là một trang bị nên có ở tầm giá này. Ghế ngồi của xe có phần nệm khá dày và sở hữu họa tiết nằm ngang đặc trưng của Volkswagen. Riêng ghế lái thì có để điều khiển được 14 hướng và là một trong những bộ ghế ô tô thoải mái nhất mà tôi ngồi gần đây. Một điểm mà tôi rất thích đấy là màn hình trung tâm của Tiguan Allspace không theo dạng cảm ứng hoàn toàn mà vẫn giữ lại những cái núm xoay vật lý để chúng ta điều khiển âm lượng và dò đài FM. Điều này sẽ cho phép người lái tập trung hơn khi mà đi trên đường. Ngoài ra thì cái màn hình này cũng có đồ họa rất đẹp, rất mượt và cũng giống như tất cả những cái tính năng khác của xe thì đều được sắp xếp một cách khoa học và dễ sử dụng. Hệ thống thông tin giải trí của Tiguan Allspace hỗ trợ cả Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài sự tiện nghi này thì thực dụng cũng là một điểm rất nổi trội ở trên khoang lái của Tiguan Allspace. Có thể kể đến như là hộc để đồ bên cánh cửa rất lớn, có thể đựng được chai nước to như thế này. Hay như một số vị trí khác như là dưới đầu gối người lái này, trên bảng táp lô. Và tất nhiên là không thể không kể đến những vị trí thông thường khác như là hộc để đồ bên ghế phụ, phía trước cần số, hay như bệ tì tay này, đều có thể tích rất ok. Một điểm thông minh nữa là hộc để đồ ở bên bệ trung tâm này có thể biến thành hộc đựng cốc, chỉ có một nút bấm, rất là thông minh. Bạn hãy giúp chúng tôi đếm lại từ đầu video này xem là Tiguan Allspace có bao nhiêu hộc để đồ và cho chúng tôi biết ở phía dưới phần comment nhé. Tiguan Allspace được phát triển trên khung gầm MQB chia sẻ cùng với các mẫu xe cỡ nhỏ của Audi. Đây là một chiếc xe gia đình, đồng nghĩa với việc mọi thứ đều hướng tới sự êm ái, nhẹ nhàng, dễ điều khiển. Vô lăng của xe nhẹ nhưng chính xác và đem lại cảm nhận mặt đường tốt. Hệ thống treo cực kỳ êm ái nhưng đầm chắc đúng chất của một chiếc xe Đức. Cách âm cũng là hạng mục mà Volkswagen Tiguan Allspace thực hiện một cách xuất sắc. Nhìn chung, tất cả những gì bạn mong đợi ở một mẫu xe Đức thì đều xuất hiện, tất nhiên là trong tương quan của một chiếc xe phổ thông. Động cơ của xe là loại 2.0 lít 4 xi lanh tăng áp, cho công suất 180 mã lực và mô men xoắn là 320 Nm. Mặc dù về công suất thì Tiguan Allspace cũng chỉ tương đương với CRV hay là CX-5 2.5, nhưng mà về mô men xoắn thì vượt trội hoàn toàn. Hơn thế nữa thì hộp số DSG 7 cấp của Volkswagen là một trong những loại hộp số ly hợp kép tốt nhất trên thế giới, mặc dù về độ bền thì sẽ còn phải do thời gian trả lời. Cái thời gian sang số của hộp số DSG này rất là nhanh. Với hộp số này thì Tiguan Allspace có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ sau khoảng 7.8 giây. Để so sánh thì CRV, một số CVT hay là CX-5 2.5
sẽ mất khoảng từ 8,5 cho đến 9 giây để tăng tốc lên 100 km/h. Không chỉ tăng tốc nhanh mà khá ngạc nhiên là hộp số DSG này lại sang số rất mượt mà khi mà chúng ta đi chậm ở trong thành phố. Ngoài ra thì tôi muốn nhắc lại rằng cái sự đầm chắc của Tiguan Osprey là rất xuất sắc. Đây là một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, nơi mà có đường cao tốc Autobahn. Các bạn có thể đi 200 km/h hay là 300 km/h tùy thích. Tôi không nói rằng là Tiguan Osprey có thể thực hiện được những cái mốc tốc độ như vậy, nhưng ở tại Việt Nam, nơi mà đường cao tốc chỉ có giới hạn là 100 km/h hoặc cùng lắm là 120 km/h, thì Tiguan Osprey làm chủ những cái mốc tốc độ đó một cách hoàn toàn tự tin, cảm giác chắc nịch dù bạn ngồi ở bất cứ vị trí nào trên xe. Tất nhiên không thể không nhắc đến công của hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion sử dụng cấu trúc Handex. Ở trạng thái bình thường, Tiguan Osprey sẽ hoạt động gần như một chiếc xe cầu trước với chỉ 10% lực kéo được truyền xuống cầu sau để tiết kiệm nhiên liệu. Nếu phát hiện có bánh xe mất lực bám, 4Motion sẽ truyền tối đa 100% sức mạnh xuống cầu sau, đóng vai trò gần giống như khóa visa trung tâm. Không chỉ là một hệ thống an toàn trong các tình huống trơn trượt, 4Motion cũng cho phép người lái lựa chọn giữa 3 chế độ off-road khác nhau, can thiệp vào từng yếu tố như vô lăng, phản xạ chân ga, chống trượt và kích hoạt hỗ trợ xuống dốc. Và trong thực tế thì 4Motion xử lý những cái tình huống trơn trượt rất tốt như bạn có thể thấy, gần như không thua kém một mẫu 4x4 nào. Tất nhiên là khả năng off-road nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như là khoảng sáng gầm xe, như là góc thoát góc tới. Nhưng như vậy cũng đã là quá ổn đối với một chiếc crossover rồi. Từng bánh xe làm rất tốt cái nhiệm vụ đi tìm lực bám. Có thể nói rằng 4Motion là một trong những hệ thống truyền động tốt nhất ở tầm giá này đổ xuống mà bạn có thể mua. Xe cũng có chế độ lái thể thao, tuy nhiên sự khác biệt với chế độ bình thường là không nhiều ngoại trừ việc nâng cao vòng tua máy. Nhìn chung, Volkswagen Tiguan Osprey không phải là một chiếc xe sang, nhưng là một chiếc xe phổ thông làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Đấy là đem lại nhiều giá trị hữu ích và tiện dụng dành cho khách hàng. Cùng với việc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, thì đó là thứ phân cách Tiguan Osprey với phần còn lại của phân khúc crossover phổ thông cỡ nhỏ. Còn so với Mercedes-Benz GLC 200, thì không gian cho 7 người ngồi, tính hữu dụng, độ tiện ích và tính dễ sử dụng, thậm chí là số lượng các tính năng sẽ là yếu tố quyết định. Tùy vào nhu cầu và hầu bao của bạn, nhưng Volkswagen Tiguan Osprey là chiếc crossover phổ thông cỡ nhỏ đem lại nhiều giá trị nhất mà tiền có thể mua được ở Việt Nam hiện nay.